Chào mừng các bạn đến với số tiếp theo của series Đại chiến loa của An Tiến Studio, nơi mà những chiếc loa lần lượt sẽ chứng tỏ bản thân mình để giành chiến thắng. Và trong cuộc đại chiến ngày hôm nay đến từ hai đại diện, đến từ nhà Sony, đó là Sony XB32 và hai chiếc Sony XB12 liên thủ ở chế độ Stereo. Liệu một chiếc loa to hay hai chiếc loa nhỏ sẽ giành phần thắng? Cùng đi vào tìm hiểu ngay thôi! Đầu tiên mình sẽ đề cập qua một vài điểm chung của hai thiết bị trước. Vì cùng một dòng nên chất liệu và mức độ hoàn thiện của hai sản phẩm là giống hệt nhau, đều rất tốt, có chống nước IP67, kết nối Bluetooth 4.2 và cổng AUX, công nghệ ExtraPad, có mic và hỗ trợ đàm thoại, trợ lý ảo. Và tiếp theo mình sẽ nói về ưu nhược điểm của từng loa. Nếu như bạn chọn cặp loa XB12 thì trước hết chắc chắn rồi, mọi người sẽ có hai loa được nghe độc lập. Hai người chia nhau sử dụng sẽ rất thoải mái, hay đơn giản là kích thước nhỏ gọn trong lòng bàn tay nên là việc mang đi hay mang lại sẽ tiện hơn khá nhiều so với XB32. Và một số điểm lợi hơn nữa đó là khi mà các bạn xem phim, chơi game, nghe nhạc trên máy tính, đặt hai loa hai bên màn hình thì sẽ có được hiệu ứng stereo trái phải rất chân thực và rõ ràng là hơn rất nhiều so với chỉ một loa. Còn nhược điểm đó là khi nghe một mình, nếu muốn có công suất lớn ngang ngửa với XB32 thì mỗi lần nghe bạn phải làm thêm một bước, đó chính là kết nối hai loa lại với nhau. Vậy thì còn lựa chọn một loa XB32 thì sao? Nhìn thấy luôn đó là các bạn có một chiếc loa thiết kế đẹp hơn khá nhiều, dải đèn LED LGB chạy dọc hai bên thân máy, đèn chớp sáng nhìn sinh động, đặc biệt là khi chơi nhạc hiệu ứng rất đẹp và bắt mắt. XB32 cũng sở hữu những công nghệ mà mẫu XB12 bị cắt giảm, như là khả năng sạc pin cho thiết bị khác, chế độ live sound giúp giảm tạo âm thanh đa chiều, hay hiệu ứng Party Post biến loa thành nhạc cụ. Những bạn muốn trải nghiệm nhiều về công nghệ, tính năng hay ho thì chắc chắn nên chọn XB32. Mỗi bên đều có những điểm mạnh, điểm yếu riêng về thiết kế, tính năng. Vậy thì còn chất lượng âm thanh thì sao nhỉ? Cùng mình vào tìm hiểu ngay thôi! You don't see what we see, you don't wanna believe.
bài test vừa rồi, các bạn có thể thấy đó là hai chiếc loa XB12 cho mức âm lượng ngang ngửa với XB32. Và sự khác biệt nằm ở hiệu ứng âm thanh từ hai chiếc XP12, nghe thoáng hơn, cảm giác âm sẽ đầy hơn. Và đặc biệt là khi nghe ở trong phòng, vì âm thanh từ XP32 thì có tính định hướng, âm sẽ chỉ to và chuẩn khi mà bạn ngồi đúng hướng mặt trước loa. Về chi tiết các dải âm thì cá nhân mình đánh giá XP32 cao hơn, đặc biệt là dải mid, nghe có sự tách bạch hơn khá nhiều so với XP12. Tuy nhiên thì mình lại thích dải chest trên XP12 hơn một chút. Bass thì hai đối thủ đánh khá tương đồng nhau, đều rất dày và chắc đúng đặc trưng của Sony. Cá nhân Thảo thì sẽ nghiêng về đội của Sony XP32 hơn vì nó khá nhiều tính năng hay ho và thú vị, cũng như là chất âm hợp với tai mình hơn. Vậy thì lựa chọn của các bạn là gì? Hãy chia sẻ dưới phần bình luận nhé! Link chi tiết hơn về giá bán và các chương trình khuyến mại mình sẽ để tại dưới phần mô tả video. Sắp tới thì các bạn muốn so sánh cặp loa nào, hãy comment để bọn mình thực hiện. Nếu thấy video này hay, hữu ích thì đừng quên để lại cho chúng mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh chúng mình nha. Bye bye!